Mazda 6 thế hệ mới sẽ không có trang bị mà nhiều khách hàng mong chờ. Mazda 6 mới được xác nhận sẽ không có hệ dẫn động cầu sau, như nhiều đồn đoán trước đây. Vào năm ngoái, Mazda công bố sẽ tung ra một loạt các sản phẩm mới, được xây dựng dựa trên cấu trúc mới với động cơ Skyactiv đặt dọc và đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Mẫu xe đầu tiên trong số này là CX-60, đã được ra mắt và tiếp sau đó là CX-70, CX-80 và CX-90. Tuy nhiên, dường như hệ dẫn động này sẽ chỉ dành cho dòng SUV và sedan sẽ không có. Theo Joachim Kanz, giám đốc phát triển và kỹ thuật của Mazda châu Âu, những tin đồn trước đây về Mazda 6 mới với động cơ 6 xi lanh đặt dọc và hệ dẫn động cầu sau sẽ không thành hiện thực. Đây được xem là tin buồn cho nhiều người đang mong chờ Mazda 6 mới sẽ có hệ dẫn động cầu sau, như thông tin trước đó. Sẽ rất tuyệt khi có động cơ 6 xi lanh đặt dọc và hệ dẫn động cầu sau cho Mazda 6 hoàn toàn mới, hoặc một mẫu coupe thể thao cỡ lớn. Chúng tôi muốn điều này nhưng ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất là tập trung cho dành xe SUV. Xu hướng SUV này đang phát triển và thậm chí còn mạnh hơn với thương hiệu Mazda. Đó là những chiếc xe bán chạy nhất, Kanz nói với tạp chí Autocar, được trích dẫn bởi ấn phẩm Drive của Úc. Là sản phẩm đầu tiên được sản xuất trên Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture của Mazda, CX-60 cũng có hệ thống chuyển động plug-in hybrid đầu tiên của thương hiệu, cung cấp sức mạnh cho xe bao gồm động cơ xăng 2.5 lít, hút khí tự nhiên Skyactiv G192 PS 261 Newton và động cơ điện 136 PS 250 Newton, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Tổng công suất của Mazda CX-60 đạt được là 327 PS, khoảng 324 mã lực, khiến nó trở thành mẫu SUV mạnh nhất của Mazda. Ngoài ra, mẫu xe cũng có chế độ chạy điện riêng với tốc độ dưới 100 km/h với quãng đường tối đa 63 km. Mazda đã gợi mở kiểu dáng của Mazda 6 thông qua bản concept Vision Coupe 2017. Chiếc xe có mui kéo dài và phần đuôi ngắn. Mẫu xe ý tưởng này cũng thể hiện ngôn ngữ thiết kế mới của hãng. Ngoài ra, một tin đồn khác cũng được cộng đồng yêu xe khá quan tâm là về một biến thể Mazda 6 Coupe được phát triển từ ZX Vision Concept. Dù chỉ là xe ý tưởng, nhưng ZX Vision Concept đã nhận được rất nhiều giải thưởng về thiết kế. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.